sẽ bại trận trong vài tuần nữa. Kiev lập tức thay đổi luật tuyển quân. Lý do nga tiến hành các cuộc tấn công gây thiệt hại nặng nề cho hạ tầng năng lượng của Ukraine. Ông Putin ký sắc lệnh nóng. Tương lai của Ukraine đang nằm trong tay ai? Ukraine mất cứ điểm quan trọng. Ba Lan xuất tích Iran chỉ hoãn tấn công Israel. căng thẳng hạ nhiệt. kính chào quý vị, vừa rồi là những nội dung chính trong bản tin về chính trường thế giới được chúng tôi liên tục cập nhật theo thời gian thực. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, vừa qua một vị tướng hàng đầu của Mỹ ở châu Âu cho rằng Ukraine sẽ bị nga áp đảo với tỷ số 10-1 trong vòng vài tuần tới nếu không có thêm đạn dược và vũ khí. Nhận định này được đưa ra khi Quốc hội Mỹ bước vào những tuần quan trọng để bỏ phiếu viện trợ cho Ukraine, nhưng không có gì đảm bảo rằng nguồn tài trợ sẽ được cải thiện trong thời gian tới hiện Nga đã tăng cường sản xuất tên lửa và có thể tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn sau vài ngày. Bởi vậy, nếu kho dự trữ phòng không của Ukraine cạn kiệt, Ukraine sẽ bị Nga đè bẹp chỉ trong vài tuần tới. Trước tình thế khó khăn, Ukraine đã thông qua một đạo luật điều chỉnh cách nước này tuyển dụng lính nghĩa vụ mới sau nhiều tháng trì hoãn. Theo hãng tin AP, tướng Christopher Cavoli, người đứng đầu Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ nhận định rằng Ukraine sẽ bị Nga áp đảo với tỷ số 11 trong vòng vài tuần tới nếu không có thêm đạn dược và vũ khí. Nhận định này được đưa ra khi Quốc hội Mỹ bước vào những tuần quan trọng để bỏ phiếu viện trợ cho Kiev. Ukraine đang thiếu đạn dược khi Quốc hội Mỹ chỉ hoãn thông qua dự luật viện trợ bổ sung trị giá 60 tỷ đô la Mỹ. Ông nói, bây giờ Ukraine đang bị phía Nga dẫn trước 5-1, vì người Nga bắn số đạn pháo vào người Ukraine nhiều gấp 5 lần số lượng mà người Ukraine có thể bắn trả. Tỷ lệ đó sẽ ngay lập tức tăng lên 10 trên 1 trong vài tuần tới. Chúng ta không nói về nhiều tháng, chúng ta không nói về giả thuyết. Theo AP, Chủ tịch Hạ viện Mỹ, thành viên Đảng Cộng Hòa, ông Mike Johnson đang cố gắng tìm hướng đi cho dự luật tài trợ cho các đợt sản xuất đạn dược mới tại các công ty Mỹ để cho phép lầu năm góc sau đó chuyển thêm đạn dược sang Ukraine. Mặc dù ông Johnson đang cố gắng đưa vấn đề này ra bỏ phiếu tại Hạ viện Mỹ, nhưng ông đang phải đối mặt với mối lo ngại từ các thành viên Hạ viện khác, viện dẫn nhu cầu trong nước của Mỹ, bao gồm cả vấn đề an ninh biên giới. Theo AP, các nhà lãnh đạo quân đội Mỹ đã đưa ra những cảnh báo nghiêm trọng tương tự tới tiểu ban phân bổ quốc phòng của Hạ viện Mỹ. Họ nói rằng việc thiếu nguồn bổ sung là một vấn đề nghiêm trọng đối với cả Ukraine và quân đội Mỹ. Bộ trưởng lục quân Mỹ Christine Wormuth nói, bên nào không bắn trả được thì thua, và lúc này Ukraine thực sự bắt đầu bị ép phải bắn trả. Vì vậy tôi rất lo ngại. Chúng tôi thấy Ukraine mất một số lãnh thổ cách đây vài tháng, và tôi nghĩ có một mối nguy hiểm thực sự là người Nga có thể đạt được bước đột phá ở đâu đó trên chiến tuyến tướng Randy Jock, tham mưu trưởng quân đội Mỹ cũng nói rằng cần có nguồn viện trợ để gửi cho Ukraine vũ khí tầm xa và hệ thống phòng không để họ có thể bảo vệ cơ sở hạ tầng quan trọng và quân đội của họ ở tiền tuyến. Theo AP, nếu Kiev thất thủ, điều này có thể gây nguy hiểm cho các nước láng giềng thành viên NATO vùng Baltic của Ukraine và có khả năng kéo quân đội Mỹ vào một cuộc xung đột kéo dài ở châu Âu. Trong khi đó, trước tình hình cấp bách tại chiến trường, Quốc hội Ukraine vừa thông qua một đạo luật sẽ điều chỉnh cách nước này tuyển dụng lính nghĩa vụ mới sau nhiều tháng chỉ hoãn và sau khi hàng nghìn sửa đổi được địa trình nhằm làm giảm bớt nội dung của dự thảo ban đầu. Các nhà lập pháp Ukraine đã do dự trong nhiều tháng vì dự luật này được cho là sẽ không được ủng hộ. Luật này được thúc đẩy bởi yêu cầu từ Bộ Chỉ huy Quân sự dưới thời cựu Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zaluzny, người cho biết Kiev cần tới 500.000 tân binh để tăng cường hàng ngũ. Những binh sĩ Ukraine kiệt sức trên tiền tuyến kể từ khi Nga tiến hành kế hoạch quân sự vào cuối tháng 2 năm 2022 đã không có cách nào xoay vòng lực lượng để nghỉ ngơi. Luật này sẽ mang đến một loạt thay đổi đối với hệ thống hiện tại bằng cách mở rộng quyền hạn của chính quyền Ukraine trong việc đưa ra các thông báo dự thảo bằng hệ thống điện tử. Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine hiện nay, tướng Oleksandr Syrskyi và Tổng thống Volodymyr Zelensky đã thay đổi con số trên sau khi tiến hành kiểm toán, cho rằng con số cần thiết trên thực tế không cao vì binh lính có thể được luân chuyển từ phía sau tiền tuyến. Việc ông Zaluzny bị sa thải được cho là do vấn đề huy động lực lượng của Ukraine. Trong một diễn biến liên quan, Quốc hội Ukraine đã đồng ý xem xét dự luật cho phép các tù nhân đang thụ án được nhập ngũ như một hình thức giảm nhẹ án phạt giữa bối cảnh quân đội Ukraine đang thiếu nguồn lực trầm trọng. Tổng thống Nga Putin nói các cuộc tập kích gần đây vào hạ tầng năng lượng Ukraine là một phần trong kế hoạch phi quân sự hóa của Moscow và cho rằng có thể gây hậu quả cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Ukraine bằng cách này. Ông Putin nói thêm rằng, các cuộc tập kích cũng nhằm đáp trả nỗ lực tấn công của Ukraine nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng Nga như nhà máy lọc dầu, khi xung đột đã bước sang năm thứ ba. Ông Putin nhấn mạnh, chúng tôi gần đây chứng kiến loạt cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của mình và buộc phải đáp trả. Lãnh đạo Nga cho biết, lực lượng nước này đã kiềm chế các cuộc tập kích như vậy vào Ukraine trong mùa đông năm ngoái vì lý do nhân đạo. Trong cuộc tập kích gần đây, theo giới chức Ukraine, Nga đã sử dụng hơn 80 tên lửa và máy bay không người lái nhắm vào hạ tầng năng lượng nhiên liệu của Ukraine ở năm tỉnh gồm Kiev, Odessa, Lviv, Zaporizhia, Kharkov. Vụ tấn công đã phá hủy hoàn toàn nhà máy nhiệt điện lớn nhất ở khu vực Kiev, làm hư hại cơ sở hạ tầng điện ở các vùng khác. Điều này gây thêm sức ép lên hệ thống điện vốn căng thẳng của Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngay sau đó viết trên Telegram lên án các cuộc tấn công từ phía Nga. Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba cũng lặp lại lời kêu gọi viện trợ thêm các hệ thống tên lửa phòng không Patriot do Mỹ sản xuất Ông Kuleba nói, chỉ có một yêu cầu duy nhất là hãy cho chúng tôi hệ thống Patriot. Nếu có Patriot, chúng tôi đã không chịu thiệt hại nặng nề trong vụ tấn công vừa qua. Theo các quan chức Ukraine, các cuộc tấn công năm nay của Nga gây thiệt hại cho Ukraine nghiêm trọng hơn so với mùa đông năm 2022-2023. Các quan chức này cho rằng mục đích tập kích đường không của Nga là gây thiệt hại vĩnh viễn, không thể khắc phục. Nga đã tấn công 7 nhà máy nhiệt điện trong khoảng thời gian từ ngày 22 đến ngày 29 tháng 3 tất cả đều ở các khu vực bên ngoài thủ đô Kiev, nơi có hệ thống phòng không tốt nhất cả nước. Tên lửa của Nga cũng tấn công hai nhà máy thủy điện. Ukraine không cung cấp thông tin chi tiết về mức độ thiệt hại tại từng nhà máy điện, nhưng các quan chức cho biết một số nhà máy gần như bị phá hủy hoàn toàn. Trong khi đó, các cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng Ukraine trong mùa đông năm 2022-2023 khiến hàng triệu người dân nước láng giềng sống trong cảnh thiếu điện và hệ thống sưởi ấm trong thời gian dài. Mùa đông năm ngoái, lưới điện của Ukraine ít bị ảnh hưởng hơn, cho tới khi Nga phát động làn sóng tấn công hạ tầng năng lượng mới từ đầu tháng 3 năm nay. Hãng thông tấn RBC của Ukraine cho hay, trong một động thái nhằm trả đũa các quốc gia không thân thiện, Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa ký xác lệnh tịch thu tài sản của tập đoàn nông nghiệp Agotera, một trong những tập đoàn nông nghiệp lớn nhất toàn cầu, có trụ sở chính tại New York, nhưng đăng ký tại hà lan và thuộc sở hữu của agotera investment pv hà lan theo công ty tư vấn và tin tức tài chính benzinga trụ sở tại michigan mỹ động thái này đã gây chấn động lĩnh vực nông nghiệp toàn cầu và làm dấy lên lo ngại về an ninh lương thực cũng như quan hệ thương mại quốc tế xác lệnh công bố của ông putin đã đặt các tài sản của agotera nằm dưới sự quản lý tạm thời của cơ quan quản lý tài sản liên bang nga rosy mustvo trước đó nga đã tiến hành một loạt vụ tịch thu tài sản tương tự nhắm vào các công ty phương Tây và những doanh nghiệp đang tìm cách thoát vốn hoạt động tại Nga do ảnh hưởng từ cuộc xung đột Ukraine. Hà Lan là quốc gia cách đây hơn 10 ngày đã công bố kế hoạch đưa một đơn vị tên lửa Patriot tới Litva, khu vực giáp danh vùng Kaliningrad của Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan, Kaisa Ullongren cho biết, quyết định triển khai tên lửa do Mỹ sản xuất tới gần biên giới Nga là nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng phòng không của NATO dọc theo sườn phía đông của Liên minh phương Tây. Những động thái gần đây của Hà Lan cũng cho thấy nước này đang sẵn sàng cho một cuộc đối đầu quân sự với Moscow. Trước đó, trả lời tờ Đài Phát Thanh và Truyền hình Quốc gia Litva, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte cho biết Hà Lan coi biên giới của Litva với Nga và Belarus như biên giới của mình. Ông Rutte nhấn mạnh, Hà Lan nói riêng và NATO nói chung phải làm mọi thứ để đảm bảo duy trì khả năng dân đe trước Nga và khiến Tổng thống Putin hiểu rằng nếu có bất cứ động thái nào đối với EU và NATO, dù là nhỏ nhất, thì ông ấy cũng sẽ gặp trở ngại lớn. Trong khi đó, Bộ trưởng Thương mại Hà Lan Geoffrey Van Leeuwen cho biết Hà Lan sẽ phải làm quen với một thực tế mới, đó là trả giá đắt cho an ninh của chính mình, ngay cả khi cái giá này được đo bằng thương vong của dân thường, bởi thời mà phương Tây có thể trông cậy vào Washington đã qua. Ông Leeuwen khẳng định Nga là đối thủ địa chính trị của phương Tây và Hà Lan cần sự cứng rắn nếu không sẽ khó bảo vệ lợi ích của mình trên thế giới. Đáng lưu ý, Agotera có mối quan hệ mật thiết với NCH Capital, một công ty đầu tư tư nhân có trụ sở tại New York hiện vẫn chưa thể xác minh được đầy đủ tác động từ quyết định của Nga đối với Agotera, nhưng động thái mới của Moscow gây ra mối đe dọa cho chuỗi cung ứng nông nghiệp toàn cầu, có khả năng làm gián đoạn hoạt động sản xuất và xuất khẩu lương thực. Ngoài ra, việc này có thể làm trầm trọng thêm căng thẳng giữa Nga với các nước phương Tây, làm phức tạp thêm các nỗ lực giải quyết xung đột ở Ukraina và ổn định quan hệ quốc tế. Trong một diễn biến khác liên quan tới cuộc xung đột tại Ukraina, cựu Tổng thống Donald Trump bằng phương thức riêng của mình, đã chặn đứng dòng viện trợ của Mỹ tới Kiev tại Hạ viện, nơi đảng Cộng hòa của ông chiếm đa số, trong bối cảnh Kiev vẫn đang khẩn thiết cầu cứu. Có thể nói, tương lai của Ukraine trong cuộc đối đầu với Nga đang nằm trong tay ông chủ cũ của Nhà Trắng. Với quan điểm cứng rắn và sức ảnh hưởng lớn của cựu Tổng thống Mỹ, có lẽ đã trở thành kim chỉ nam cho Hạ viện nước này trong quá trình xem xét dự luật viện trợ. Theo nhiều chuyên gia, việc Đảng Cộng Hòa phong tỏa nguồn tài trợ bổ sung cho Ukraine đang đe dọa đến uy tín toàn cầu và danh tiếng của Mỹ với tư cách là một quốc gia ủng hộ các nền dân chủ. Nhưng có vẻ đây không phải là vấn đề lớn đối với cựu Tổng thống Trump. Phát biểu tại Quốc hội Mỹ mới đây, tư lệnh tối cao các lực lượng NATO tại châu Âu Christopher Cavoli cho biết Nga đã mở rộng quân đội thêm 15% so với thời điểm cuộc xung đột với Ukraine bùng nổ hồi năm 2022. Ông Cavoli nói, trong hơn 2 năm qua, quân đội Nga trên tiền tuyến từ 360.000 người lên 470.000 người, đồng thời cho rằng sự phát triển quân lực này bắt nguồn từ việc Tổng thống Nga Vladimir Putin đồng ý tăng tuổi nhập ngũ từ 27 lên 30 đối với công dân Nga. Theo ông Cavoli dự đoán, sẽ có thêm 2 triệu công dân Nga tham gia nghĩa vụ quân sự trong những năm tới, khiến Nga trở thành quốc gia sở hữu quân đội lớn nhất trên lục địa trong tương lai gần. Tư lệnh Christopher Cavoli không phải là quan chức Mỹ đầu tiên đề cập đến sự mở rộng quy mô quân đội của Nga trong thời gian gần đây. Thứ trưởng Ngoại giao Kurt Campbell vừa qua cũng cho biết quân đội Nga đã gần như khôi phục hoàn toàn sau khi hứng chịu tổn thất nặng nề ở Ukraine. Trước đó vào hồi tháng 12 năm ngoái, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga có tổng cộng 617.000 binh sĩ tham gia kế hoạch quân sự chống lại Ukraine với gần 250.000 người trong số đó được gọi từ lực lượng dự bị vào mùa thu năm 2022. Mới đây nhất, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hơn 100.000 công dân Nga đã tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự kể từ đầu năm, với 16.000 người đăng ký sau khi vụ tấn công ở ngoại ô Moscow xảy ra. Từ khi cuộc xung đột nổ ra ở Ukraine, Nga đã liên tục huy động lực lượng. Vào tháng 8 năm 2022, Tổng thống Nga Vladimir Putin yêu cầu mở rộng quy mô binh sĩ tại ngũ thêm khoảng 13%, nâng tổng quân số lên 1,15 triệu người. Ngay sau đó, Điện Kremlin lại tiếp tục ra lệnh huy động một phần gọi 300.000 binh sĩ dự bị vào tháng 9 năm 2022. Theo dữ liệu của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế IISS có trụ sở tại Anh, các lực lượng vũ trang Nga hiện có khoảng 1,1 triệu người, chưa kể 1,5 triệu quân nhân dự bị trên mọi chiến tuyến. Trong khi đó, ở chiều đối diện, phát biểu tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb vào đầu tháng 4 năm nay, Tổng thống Ukraine Zelensky nói với các phóng viên rằng Ông không thể nói chính xác Ukraine cần gọi nhập ngũ bao nhiêu người, nhưng Nga đang chuẩn bị huy động thêm 300.000 binh sĩ trước ngày 1 tháng 6. Tuy nhiên, người phát ngôn điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết tuyên bố của ông Zelensky về Nga là không đúng sự thật. Sau đó, trong bài phát biểu qua video hàng đêm, ông Zelensky nói, Chúng tôi hiểu rõ Nga đang chuẩn bị những gì, họ muốn gì, họ muốn tập hợp binh sĩ để làm gì. Ông Zelensky cho biết thêm, ông đã thảo luận về kế hoạch và chiến thuật với chỉ huy quân sự hàng đầu của Ukraine, ông Oleksandr Shishky, bao gồm cả việc bảo vệ các vị trí, gây áp lực lên các vị trí của Nga, các kế hoạch quan trọng của Ukraine trong việc phòng thủ và tấn công trong tương lai gần. Quan chức giấu tên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ vừa qua cho biết, Washington sẽ bán cho Kiev loạt thiết bị trị giá 138 triệu đô la Mỹ để duy trì hoạt động và nâng cấp các hệ thống phòng không tầm trung Hawk nhằm giúp quân đội Ukraine đối phó với những đòn tập kích bằng tên lửa hành trình và máy bay không người lái UAV của Nga. Ít nhất 5 nhân viên chính phủ và 15 nhà thầu Mỹ sẽ đến châu Âu để hỗ trợ quá trình chuyển giao thiết bị. Thương vụ không nằm trong gói viện trợ 60 tỷ đô la Mỹ đang mắc kẹt tại Quốc hội Mỹ, mà là hợp đồng khẩn cấp trong chương trình bán vũ khí cho quân đội nước ngoài của Washington. Nguồn tiền thực hiện hợp đồng sẽ được lấy từ khoản vay 300 triệu đô la Mỹ của Ukraine thông qua chương trình cung cấp tài chính quân sự nước ngoài FMF Nằm trong gói ngân sách quốc phòng mới được nhà trắng và Quốc hội Mỹ phê duyệt, MIM-23 Hawk là hệ thống tên lửa phòng không tầm trung do công ty Raytheon của Mỹ thiết kế và phát triển, được đưa vào sử dụng từ năm 1960. Hệ thống này đã được nâng cấp thông qua ba giai đoạn hiện đại hóa. Một khẩu đội MIM-23 Hawk giai đoạn 3 điển hình bao gồm một radar MPQ-50, một radar giám sát sóng liên tục AN/MPQ-62 hai radar chiếu sáng ANPQ-61, một trung tâm phân phối hỏa lực, một máy thu phát mục tiêu và 6 bệ phóng với 18 tên lửa. Hệ thống MIM-23 Hawk ban đầu được thiết kế để tấn công máy bay, sau đó được nâng cấp để đánh chặn tên lửa. Các phiên bản đầu tiên của hệ thống phòng không có tầm bắn lên tới 25 km và độ cao lên tới 14 km. Sau khi hiện đại hóa, phạm vi đánh chặn mục tiêu tối đa được tăng lên 40 km, với độ cao đánh chặn tối đa là 18 km. Hãng thông tấn Anh cho biết thêm, việc Mỹ chấp thuận bán gói thiết bị giúp Ukraine nâng cấp MIM-23 Hawk cho thấy Washington đang hưởng lợi khi không viện trợ vũ khí mới và chỉ hoãn chuyển giao thêm vũ khí cho Kiev. Thực tế cũng được chính Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken thừa nhận trong cuộc gặp mới đây với người đồng cấp Anh David Cameron. Nếu nhìn vào các khoản đầu tư của chúng tôi dành cho quốc phòng Ukraine để đối phó với xung đột, 90% hỗ trợ an ninh mà chúng tôi đã cung cấp thực tế được chi cho các nhà sản xuất tại Mỹ, Ngoại trưởng Blinken nhấn mạnh các khoản chi này tạo ra nhiều việc làm hơn cho Mỹ và giúp nền kinh tế của Mỹ tăng trưởng mạnh hơn, ngoài việc củng cố chính trị toàn cầu và an ninh quốc gia Mỹ. Ngoại trưởng Cameron cũng kêu gọi Mỹ tiếp tục viện trợ cho Ukraine trong bối cảnh quốc hội Mỹ đang tranh cãi về dự luật hỗ trợ quân sự cho Kiev. Việc viện trợ vũ khí cho Ukraine được đánh giá như một chiến lược đầy khôn ngoan của Mỹ nhằm tiếp thêm sinh lực cho ngành sản xuất của nước này và hiện đại hóa kho vũ khí quân sự của Mỹ. Cách tiếp cận này phục vụ một mục đích kép hỗ trợ các nỗ lực quốc phòng của Ukraine bằng cách gửi cho họ những vũ khí cũ và lạc hậu, đồng thời nâng cấp cho quân đội Mỹ những thiết bị mới hơn, hiện đại hơn. Hiện nay, ông Donald Trump đang có cơ hội quay lại vị trí Tổng thống Mỹ. Dự kiến ông sẽ có màn tái đấu với đương kim Tổng thống Joe Biden tại cuộc bầu cử tháng 11 sắp tới. Nhiều ý kiến bắt đầu phân tích chính sách nhiều nước trong trường hợp ông Trump quay lại Nhà Trắng viễn cảnh tái đắc cử khiến các bình luận của ông Trump có sức nặng hơn. Không may cho Ukraine, khi gần đây báo chí Mỹ đưa tin rằng nếu nắm quyền trở lại, cựu Tổng thống Mỹ sẽ muốn Ukraine nhường đất cho Nga để đổi lấy việc chấm dứt cuộc xung đột này. Cụ thể, báo Washington Post dẫn các nguồn thạo tin cho biết, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ ông có thể chấm dứt cuộc xung đột Ukraine bằng cách buộc Kiev phải từ bỏ một số lãnh thổ như bán đảo Crimea hay vùng biên giới Donbass cho Nga. Ngay sau đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bác bỏ ý tưởng này của ông Donald Trump. Trả lời trong một cuộc phỏng vấn mới đây, ông Zelensky cho biết ông đã thúc giục ông Donald Trump qua các kênh trung gian đến thăm Ukraine. Mặc dù ông Trump và các đồng minh trong Quốc hội Mỹ được coi là trở ngại chính đối với việc thông qua gói viện trợ cho Kiev, nhưng Tổng thống Ukraine cho biết ông đã nỗ lực bền bỉ để tiếp cận cựu lãnh đạo Mỹ. Ông Zelensky nói rằng, chúng tôi đã liên lạc thông qua những người phù hợp. Chúng tôi nói rằng chúng tôi muốn ông Trump đến thăm Ukraine, tận mắt chứng kiến mọi việc và đưa ra kết luận của riêng mình. Trong mọi trường hợp, tôi sẵn sàng gặp ông ấy và thảo luận về vấn đề này. Đáp lại, ekip tranh cử của ông Trump cho biết, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky không tiếp cận chúng tôi và cựu Tổng thống Trump đã nói rất rõ việc thăm Ukraine lúc này không phù hợp bởi ông ấy không phải Tổng tư lệnh Mỹ. Tuy nhiên, thực tế, các ứng viên Tổng thống Mỹ thường công du nước ngoài để thúc đẩy các quan điểm chính sách đối ngoại của mình. Đến nay, ông Trump vẫn từ chối thăm Ukraine, mặc dù Tổng thống Zelensky nhiều lần ngỏ lời mời ông tới đất nước để tận mắt chứng kiến tình hình xung đột ở đây. Hồi tháng 11 năm ngoái, ông Zelensky từng mời ông Trump tới Ukraine để chứng minh không thể giải quyết xung đột với Nga trong vòng 24 giờ. Tuy nhiên, ông Trump khi đó từ chối lời mời vì lo ngại có thể gây ra xung đột lợi ích với chính quyền Tổng thống Joe Biden. Thưa quý vị, quân đội Nga đã thành công loại bỏ một cứ điểm quan trọng của lực lượng Ukraine ở khu vực Zaporizhia. Trong bối cảnh đó, một đại đội lính quân sự tư nhân được cho là đến từ Ba Lan đã có mặt ở thành phố Orekhov do Kiev kiểm soát để gia tăng hỗ trợ cho Ukraine. Ông Vladimir Rogov, lãnh đạo phong trào We Are Together with Russia, nói với hãng thông tấn TASS rằng quân đội Nga đã loại bỏ một cứ điểm của lực lượng Ukraine gần Vebovoy ở Zaporizhia và cải thiện các vị trí trên tiền tuyến. Ông Rogov nói, các chiến binh của chúng tôi đã phá hủy một cứ điểm khác của lực lượng Ukraine gần Vebovoy và cải thiện các vị trí tiền tuyến của họ. Ở Rabotino và Vybovoi, họ đã đẩy lùi hai cuộc phản công của đối phương trong 24 giờ qua. Lãnh đạo phong trào We Are Together with Russia cho biết thêm, theo hướng Orekhov, quân đội Ukraine đã hạn chế việc sử dụng pháo binh. Ông nói, chúng tôi tin rằng điều này có liên quan đến các cuộc tấn công của Nga bằng tên lửa và pháo binh vào nhà kho của đối phương. Ở khu vực đó, quân đội của chúng tôi cũng đã phá hủy các xe chiến đấu bọc thép, xe bán tải và xe chiến đấu bộ binh dùng để đưa nhân lực đối phương ra tiền tuyến. Trong các cuộc phản công, một số hệ thống pháo tự hành của đối phương đã bị phá hủy. Cũng theo ông Rogov, một đại đội lính quân sự tư nhân từ Ba Lan đã có mặt ở thành phố Orekhov do Kiev kiểm soát, nằm ở vùng Zaporizhia gần tiền tuyến. Ông cũng lưu ý rằng nhóm lính quân sự tư nhân này bao gồm những người đã tham chiến ở các khu vực khác nhau kể từ năm 2022. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh họ không phải quân đội Ba Lan, họ tự hoạt động thông qua quân đoàn nước ngoài của Ukraine. Trong thời điểm Nga thực hiện cuộc tấn công tên lửa và máy bay không người lái quy mô lớn nhằm vào Ukraine, Ba Lan và các đồng minh đã quyết định điều động máy bay quân sự của mình. Bộ Chỉ huy tác chiến của lực lượng vũ trang Ba Lan hôm 11 tháng 4 thông báo các hoạt động hàng không tầm xa của Liên bang Nga đang được quan sát có liên quan đến việc thực hiện các cuộc tấn công trên lãnh thổ Ukraine tất cả quy định cần thiết để đảm bảo an toàn cho không phận Ba Lan đã được triển khai và tình hình được theo dõi liên tục. Giới chức Ukraine cho biết, Nga đã mở đợt tập kích quy mô lớn bằng tên lửa và UAV đánh trúng các cơ sở năng lượng tại ít nhất 5 tỉnh. Tổng thống Volodymyr Zelensky mới đây thông báo, lực lượng Nga vừa qua phòng hơn 40 tên lửa và 40 máy bay không người lái UAV nhằm vào Ukraine, đồng thời cho biết phòng không Ukraine bắn hạ phần lớn nhưng để lọt một số UAV Gran 2 và tên lửa. Trong khi đó, Bộ Tư lệnh Không quân Ukraine cho biết Nga dùng tổng cộng 82 tên lửa và UAV trong trận tập kích. Phòng không Ukraine hạ 18 tên lửa và 39 UAV trong số này. Các trạm biến áp và cơ sở sản xuất điện thuộc công ty Urenego ở tỉnh Odessa, Kharkov, Zaporizhia, Lviv và Kiev đã bị trúng đòn tập kích. Ít nhất 10 tên lửa nhắm vào Kharkov, thành phố lớn thứ hai Ukraine và cách biên giới Nga khoảng 30 km trợ lý Tổng thống Oleksiy Kuleba cho biết tỉnh Kharkov phải cắt điện của 200.000 hộ dân sau trận tập kích. Maxim Kozitsky, tỉnh trưởng Lviv, nói Nga tập kích một cơ sở phân phối khí đốt và một trạm biến áp tại đây bằng nhiều loại tên lửa hành trình và UAV. Ông Kozitsky nói, hỏa hoạn bùng lên sau trận không kích, lực lượng cứu hỏa đã dập tắt được ngọn lửa. DTEK, công ty điện lực tư nhân lớn nhất Ukraine, thông báo hai nhà máy điện của hãng chịu thêm hư hại nghiêm trọng. Các cơ sở sản xuất điện của DTEK từ cuối tháng 3, nhiều lần hứng những trận tập kích tồi tệ nhất sau khi xung đột Nga Ukraina bùng phát, khiến công ty này mất khoảng 80% công suất phát điện. Công ty dầu khí quốc gia Ukraina, Naftogaz, cho biết hai cơ sở lưu trữ khí đốt của họ cũng bị Nga nhắm mục tiêu. Giới chức Ukraina chưa công bố thương vong liên quan vụ tập kích mới nhất của lực lượng Nga. Theo Financial Times, Nga đã thay đổi chiến thuật tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraina và những tổn thất kỹ ép đang phải hứng chịu trong các đợt tấn công của Moscow nặng nề hơn trong giai đoạn năm 2022. 2023. Thay vì tiến hành pháo kích trên diện rộng, lực lượng Nga tập trung vào các cuộc tấn công bằng tên lửa có độ chính xác cao vào các nhà máy điện ở những khu vực không có hệ thống phòng thủ vững chắc. Một điểm khác biệt so với các cuộc tấn công của Nga vào năm ngoái là Moscow bắt đầu sử dụng tên lửa đạn đạo chính xác đắt tiền. Andriy Herod, người đứng đầu Ủy ban Quốc hội Ukraine về năng lượng cho biết, trong cuộc tấn công gần đây vào một nhà máy nhiệt điện than, Nga đã sử dụng tên lửa đạn đạo trị giá 100 triệu đô la Mỹ. Theo đại diện tình báo quân đội Ukraine, Andriy Nga cũng sử dụng một số lượng lớn UAV như một phương tiện tấn công giá rẻ hơn. Bộ trưởng Năng lượng Ukraine German Galuchenko thừa nhận rằng, các cuộc tấn công gần đây của Nga là đợt tập kích dữ dội nhất vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Kiev kể từ khi xung đột nổ ra. Ông Galuchenko nói rằng, Nga đã tấn công tới 80% các nhà máy điện than và khí đốt và một nửa các nhà máy thủy điện của Ukraine trong những tuần gần đây quân đội Nga đã tiến hành hàng loạt các cuộc tấn công tên lửa và không kích, đồng thời triển khai hệ thống phóng loạt để tiến hành nhiều cuộc tấn công vào các vị trí quan trọng của quân đội Ukraine. Mới đây, không quân Ukraine đã phát cảnh báo phòng không khẩn cấp trên cả nước, kèm thông báo cho biết, sáng sớm, trong cuộc tấn công lớn của Nga vào Ukraine, có 4 tiêm kích MiG-31K xuất kích từ sân bay Savasleka ở vùng Nizhny Novgorod và 9 máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS cất cánh từ sân bay Olenia. Ban đầu, không quân Ukraina thông báo 3 chiếc MiG-31K cất cánh. Tuy nhiên, vào lúc 5 giờ 56 phút, thông tin cập nhật của họ đã xác nhận lại và làm rõ có 4 chiếc MiG-31K. Trước đó, không quân Ukraina thông báo khoảng 7 máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS được ghi nhận cất cánh từ sân bay Olenia ở vùng Murmansk của Nga, di chuyển về hướng các tuyến phóng. Thời gian gần đúng để chúng đến tuyến phóng là 3 giờ 40 phút. Lúc 3 giờ 49 phút, không quân Ukraine thông báo máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS cơ động trong khu vực và phát cảnh báo. Đối phương có thể phóng tên lửa hành trình, đừng bỏ qua tín hiệu cảnh báo không kích. Lúc 4 giờ 2 phút, không quân Ukraine tiếp tục cập nhật có khoảng 9 máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS đang bay trên không. Từ 4 giờ 57 phút tới 5 giờ 28 phút, dồn dập có các cảnh báo không kích, đớ ẩn nấp. Kharkov là tên lửa hướng về phía bạn, tên lửa đang đến từ vùng Chernigov hướng về phía tây nam. Tên lửa từ Chernigov đang hướng tới Kiev. Tên lửa từ vùng Sumy hướng về phía tây. Các tên lửa ở phía bắc khu vực Kiev đã chuyển hướng về phía tây nam. Tên lửa từ vùng Sumy hướng tới vùng Poltava. Tên lửa xuyên qua quận Korostensky của vùng Zhytomyr hướng về phía tây nam. Trong khoảng thời gian từ 5 giờ 31 phút đến 5 giờ 52 phút là hàng loạt cảnh báo tên lửa ở Chernigov, Zhytomyr, Rivne, Rivne, Vinnytsia và Khmelnytsky. Borispin, biên giới vùng Vinitsia và Khmelnytsky, Volin, Lvov, ivano frankivsk Luz vang lên. Lúc 5 giờ 57 phút, Ukraine phát cảnh báo trên cả nước khi ghi nhận tên lửa siêu vượt âm của Nga xuất hiện. Thông báo viết tên lửa đạn đạo Kh-47M2 Kinza, cờ, Giao Găm hướng về Rybne. Sau đó là những thông báo cập nhật, Giao Găm tái xuất hiện, một quả hướng tới Kiev, Kinza hướng về phía Tây, tên lửa đạn đạo Kh-47M2 bay về hướng Lvov. Tên lửa hướng tới Stry. Lúc 6 giờ 6 phút, không quân Ukraine lại tiếp tục cảnh báo, nga tiếp tục phóng Kinza. Song song với tên lửa, nga còn sử dụng UAV trong đòn tập kích này. Trước đó, các đơn vị biệt kích của lực lượng vệ binh quốc gia nga cũng đã sử dụng máy bay không người lái Skad 350M do tập đoàn Kalashnikov sản xuất để định vị và chỉ đạo một cuộc tấn công nhằm vào cơ sở nhiên liệu của Ukraine. Với máy bay SCAT 350 m đơn vị biệt kích của lực lượng vệ binh quốc gia Nga đã phát hiện một kho nhiên liệu và dầu nhờn của Ukraine, sau đó gửi tọa độ tới chỉ huy. Kết quả là lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã phá hủy cơ sở nhiên liệu của đối phương. Một đoạn video được tải lên kênh Telegram của tập đoàn Kalashnikov cho thấy máy bay không người lái phát hiện một đoàn tàu đang chở nhiên liệu, phương tiện tiếp nhiên liệu và một khẩu pháo ngụy trang của Ukraine. Sau khi phát hiện mục tiêu, lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã thực hiện một cuộc tấn công chính xác vào đoàn tàu. Truyền thông Nga cũng đã công bố các video từ máy bay không người lái UAV ghi lại quá trình theo dõi và tập kích tên lửa nhằm vào các mục tiêu ở tỉnh Sumy, miền Bắc Ukraine. Trong video đầu tiên, UAV Nga phát hiện 32 lựu pháo D-20 cỡ 152mm tập kết tại cơ sở quân sự ở thành phố Arctica. Tên lửa Nga đã lao xuống giữa điểm tập kết và xóa sổ phần lớn lựu pháo, chỉ một vài khẩu còn nguyên hình dáng nhưng nhiều khả năng đã hư hại nặng. Tiếp đó, lực lượng Nga cũng phát hiện radar cảnh giới đường không P-18 Malachit cùng nhiều xe hậu cần kỹ thuật được quân đội Ukraine triển khai ở địa điểm cách biên giới Nga khoảng 120 km. Tên lửa Nga tiếp tục đánh trúng vị trí này, phá hủy hoàn toàn đài radar và hai xe hậu cần bên cạnh. Theo thông tin từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK, lực lượng Nga đã kiểm soát toàn bộ thị trấn Ivaniske ở tỉnh Donetsk thuộc miền đông Ukraine và tiếp tục tấn công phía đông thành phố chiến lược Chachovia. Cụ thể, theo đoạn video được công bố, các lực lượng Nga gần đây đã tiến xa hơn về phía tây Ivaniske, dọc theo đường cao tốc T-0504, nối Bakhmut và Chachovia, cho thấy rằng quân Nga có thể đã kiểm soát toàn bộ Ivaniske. Theo nguồn Ukraine đăng đoạn video nói trên, các lực lượng Nga đã giành được lợi thế trên sau một cuộc tấn công quy mô đại đội gần đây. ISVK cho biết, các lực lượng Nga đã tiến hành một cuộc tấn công cơ giới hóa quy mô tương tự trong khu vực, nhưng không rõ họ có giành được thắng lợi nào hay không. Theo thông tin từ một người viết blog về chủ đề quân sự người Nga, lực lượng Nga đã tiến gần về phía đông Hryhorovka, một ngôi làng ở miền nam Ukraine. Và lực lượng Ukraine đã rút khỏi các vị trí phía đông bắc Kalinovka, một thị trấn ở tỉnh Vinnytsia. Tuy nhiên, ISVK chưa có bằng chứng trực quan xác nhận những thông tin này. Trong khi đó, giao tranh tiếp tục diễn ra ở nhiều nơi giữa Nga và Ukraine. Các đơn vị của lữ đoàn súng trường cơ giới số 4 của Nga đang hoạt động theo hướng Bắc Mút. Các đơn vị của sư đoàn súng trường cơ giới số 98 đang hoạt động gần tiểu khu Canan ở cực đông gia Còn các đơn vị của lữ đoàn súng trường cơ giới số 200 thuộc hạm đội phương Bắc đang hoạt động gần Bukdanoka. Theo đánh giá của ISVK, chiếm giữ thành phố Chašopja là mục tiêu hoạt động hiện tại của Nga trong khu vực. Trong khi đó, chính quyền Ukraine thông báo Nga đã tiến hành đợt tấn công tên lửa mới, gây ra hàng loạt vụ nổ ở các khu vực miền Đông Bắc, miền Nam và miền Tây sáng ngày 11 tháng 4. Trên kênh Telegram thị trường thành phố Kharkov, ông Ihor Terekhov cho biết người dân đã nghe thấy những tiếng nổ trong thành phố. Tương tự, các thống đốc vùng Zaporizhia và Elvov cũng thông báo về các vụ nổ. Theo nguồn tin trên, lực lượng phòng không Ukraine đang hoạt động trong khu vực. Ở diễn biến khác, truyền thông Ukraine cho hay nước này đã ký kết thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng với chính quyền Anh. Phái đoàn phía Anh dẫn đầu bởi giám đốc điều hành của cơ quan hỗ trợ và thiết bị quốc phòng Andy Stark cho biết Ukraine đang đi đầu trong việc triển khai một số lĩnh vực công nghệ nhất định và họ có thể chia sẻ kinh nghiệm cho London để tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa hai nước. Ông Stad nói, chúng tôi đã thiết lập một số công ty ở Ukraine và chúng tôi đang có một số hợp đồng tại đó. Chúng tôi đã ký hợp đồng có nội dung liên quan tới việc bảo trì và đại tu liệu pháo L-119. Mục tiêu của chúng tôi là nhằm đảm bảo hai bên có thể cùng hợp tác để phát triển thêm nhiều tổ hợp và trang thiết bị quân sự tiên tiến mà Ukraine sẽ cần không chỉ trong thời gian xung đột diễn ra mà còn để duy trì khả năng gian đe trong thời bình. Mil.in.ua nhận định, việc Ukraine và Anh thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng trên sẽ mang lại nhiều lợi ích cho Kiev. Gần đây, thông cáo đăng trên trang web của chính quyền Đức cho biết, nước này cũng đã chuẩn bị một gói viện trợ quân sự mới dành cho Ukraine, trong đó gồm xe bọc thép lội nước, xe giả pháo bom mìn và nhiều loại máy bay không người lái UAV. Thông cáo viết, gói viện trợ lần này gồm có xe bọc thép lội nước Warthog, xe giả pháo bom mìn Wiesel 1 6.000 viên đạn pháo 155mm, 16 UAV trinh sát Vector, 30 UAV RQ-35, 680 súng trường tấn công MK-556, 120 súng trường CR-308 cùng 1 triệu viên đạn dành cho vũ khí cầm tay các loại. Thưa quý vị, tâm trấn Chajovia hiện đang là nơi nóng bỏng nhất trong xung đột ở Ukraine. Quân đội Nga đang tiến công liên tiếp các khu vực để tiến tới việc kiểm soát hoàn toàn khu vực này. Giới tướng lĩnh Ukraine cũng đã thừa nhận tình hình rất khó khăn và Chasovia hiện đang tiệm cận hơn với dự báo sẽ thất thủ trong tương lai gần. Một chuyên gia Đức nhận định về các cuộc tấn công của quân đội Nga, theo hướng Chasovia cho biết, Nga đang tiến vào Chasovia bằng chiến thuật tấn công kép. Lực lượng Moscow đồng thời tiến hành nhiều mũi giáp công, gồm đánh trực diện từ phía đông và từ hai bên sườn ở phía nam và phía bắc. Đây là chiến thuật mà quân đội Nga đã sử dụng thành công trong quá trình giành quyền kiểm soát Adipka, Bakhmut, Artemov và novo mikhailovka lực lượng ukraina phòng ngự tại chasupza ít hơn nhiều lần so với lực lượng ở bakhmut và adipka về cơ bản các đơn vị này bố trí trong chiến hào và dọc theo lòng kênh đào được coi là tuyến phòng thủ chính toàn bộ chiến dịch tấn công chasupza trong tương lai gần của nga sẽ phụ thuộc chính xác vào những bước tiến bên sườn trong khu vực rừng đức ở phía nam và làng kalinovka ở phía bắc trong khi đó vị trí phòng thủ yếu nhất của lực lượng ukraina dường như là tuyến phía nam gần phần đi ngầm của kênh đào đây là một khu vực rất nhỏ, theo nghĩa đen là khoảng từ 150 đến 200 mét. Một bước đột phá trong khu vực này sẽ mang lại thành công lớn cho việc kiểm soát thành phố. Mặt khác, lực lượng Nga cũng có thể biến chai sụp ra thành một cái túi, hay còn gọi là nồi hầm, để thu hút lực lượng Ukraine vào đây, sau đó dùng hỏa lực tiêu diệt một chiến thuật thường thấy của họ. Chai sụp ra được dự báo là sẽ thất thủ, sự sụp đổ chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Trước đó, theo thông tin từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK, lực lượng Nga đã chiếm toàn bộ thị trấn Ivanivske ở tỉnh Donetsk thuộc miền đông Ukraine và tiếp tục tấn công phía đông thành phố chiến lược Chasovka. Một đoạn video được công bố cho thấy các lực lượng Nga đã tiến xa hơn về phía tây Ivanivsk dọc theo đường cao tốc T-0504 nối Bắc Mút và Chasovka. Trong khi đó, giao tranh tiếp tục diễn ra ở nhiều nơi giữa Nga và Ukraine. Các đơn vị của lữ đoàn súng trường cơ giới số 4 của Nga đang hoạt động theo hướng Bắc Mút. Các đơn vị của sư đoàn súng trường cơ giới số 98 đang hoạt động gần tiểu khu Canan ở cực đông Chasovka. Còn các đơn vị của lữ đoàn súng trường cơ giới số 200 thuộc hạm đội phương Bắc đang hoạt động gần Bodanipka. Theo đánh giá của ISVK, chiếm giữ thành phố Chasovia là mục tiêu hoạt động hiện tại của Nga trong khu vực. Trong khi đó, chính quyền Ukraine thông báo Nga đã tiến hành đợt tấn công tên lửa mới, gây ra hàng loạt vụ nổ ở các khu vực miền Đông Bắc, miền Nam và miền Tây sáng ngày 11 tháng 4. Trên kênh Telegram, thị trưởng thành phố Kharkov, ông Iho Tedekhov cho biết người dân đã nghe thấy những tiếng nổ trong thành phố. Tương tự, các thống đốc vùng Zaporizhia và Lviv cũng thông báo về các vụ nổ. Theo nguồn tin trên, lực lượng phòng không Ukraine đang hoạt động trong khu vực. Mới đây, quân đội Nga đã tấn công các cơ sở công nghiệp và quân sự của Ukraine ở khu vực Odessa. Theo báo cáo địa phương, ít nhất 6 vụ nổ đã xảy ra ở đây. Một trong những cuộc tấn công đầu tiên được báo cáo với mục tiêu là cây cầu đường sắt quan trọng chiến lược nối giữa Chernomorsk, tức Ilyichevsk và Aleksandrovka được sử dụng để vận chuyển vũ khí, đạn dược và thiết bị quân sự cung cấp tới cảng Chernomorsk từ các nước NATO. Theo SF, vào thời điểm Nga không kích, có một đầu máy xe lửa đang di chuyển qua cầu. Cả cây cầu và đoàn tàu đều bị tấn công. Một số hình ảnh liên quan đến vụ không kích được công khai cho thấy đoàn tàu đã bị phá hủy và cây cầu bị hư hỏng nặng. Các nguồn tin địa phương xác nhận rằng cây cầu đã ngừng hoạt động. Việc cây cầu bị hư hại sẽ gây khó khăn lớn cho việc vận chuyển các thiết bị quân sự của NATO đi vào khu vực Odessa. Từ vụ việc này, có thể thấy quân đội Nga đang nỗ lực ngăn chặn việc cung cấp vũ khí và đạn dược cho khu vực Odessa từ nước ngoài. Sau vụ tấn công trên, cuộc tấn công thứ hai của Nga được cho là đã đánh trúng một cây cầu khác. Người đứng đầu chính quyền địa phương đã xác nhận thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng giao thông ở khu vực Odessa. Quan chức này viết trên mạng xã hội, cơ sở hạ tầng giao thông ở vùng Odessa đã bị hư hại. Odessa, một trong những cảng nhộn nhịn nhất của Ukraine, là mục tiêu thường xuyên của các cuộc tấn công từ Nga trong suốt cuộc xung đột. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa qua cảnh báo Kiev có thể không còn tên lửa phòng không nếu Nga tiếp tục chiến dịch oanh tạc tầm xa dữ dội như hiện nay. Đây được xem là lời cảnh báo rõ ràng nhất của nhà lãnh đạo Ukraine cho đến nay về tình hình ngày càng xấu đi mà lực lượng phòng không nước này đang phải đối mặt. Ông Zelensky, người đã kêu gọi các đồng minh cung cấp thêm hệ thống phòng không trong suốt nhiều tuần qua, nói rằng Ukraine có đủ vũ khí trong kho để đối phó ở thời điểm hiện tại, nhưng nước này đã phải đưa ra những lựa chọn khó khăn về những gì cần bảo vệ ngoài ra động lực trên chiến trường đã chuyển sang hướng bất lợi cho ukraine trong những tháng gần đây khi kiev phải vật lộn với sự sụt giảm trong viện trợ quân sự từ phương tây và đặc biệt là từ mỹ ông zelensky nói tình hình tuy khó khăn nhưng vẫn ổn định đối phương không tiến khi họ tiến lên thì quân ta đẩy lùi và họ rút lui ngược lại quân ta tiến vài bước ông zelensky cho biết ông vẫn tin rằng quốc hội mỹ sẽ thông qua một gói viện trợ lớn đã mắc kẹt trong các cuộc tranh luận kể từ cuối năm ngoái do sự phản đối kiên quyết của các thành viên đảng cộng hòa Gia, nơi đã trở thành trung tâm hậu cần quan trọng của lực lượng vũ trang Ukraine kể từ năm 2014, đang mất đi tầm quan trọng chiến lược đối với Kiev sau khi quân đội nga nắm quyền kiểm soát các con đường dẫn đến thành phố. Thành phố này đóng vai trò quan trọng trong việc chấm dứt sự kiểm soát của Ukraine đối với Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk (DPR). Hiện nay, lực lượng nga tiếp tục phát triển thế tấn công mạnh mẽ ở gia và đã hình thành thế bao vây cụm quân Ukraine ở phía đông thành phố kênh Military Sumari đưa tin các binh sĩ Ukraine ở phía đông Chasovia đã rơi vào vòng vây của lực lượng Nga. Mọi con đường đều bị pháo binh và hệ thống giải mìn từ xa tấn công dữ dội. Kênh Riba xác nhận, tại khu vực Bakhmut, lực lượng Moscow đang phát triển nhanh về phía Chasovia, tiến hành tấn công liên tục bằng hỏa lực vào các mục tiêu trong thành phố và khu vực xung quanh để chuẩn bị tấn công. Chuyên gia quốc phòng Evgeny Lysitsin cũng cho biết xa hơn về phía nam là ở Stuky Golubovsky 2 Nga tăng cường hoạt động ném bom và tung UAV Lancet săn lùng các mục tiêu ở sâu trong hậu phương của Ukraine. Trước các cuộc tấn công ác liệt từ Nga, Đại tướng Chris Cavoli, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân đội Mỹ tại châu Âu, EUCOM, nói trong phiên điều trần trước Ủy ban Quân vụ Hạ viện, loại vũ khí gây sát thương lớn nhất ở xung đột Ukraine là pháo. Tướng Cavoli nhận định Ukraine từng có lợi thế về pháo binh vào mùa hè năm ngoái. Tuy nhiên, Ukraine hiện bắn khoảng 2.000 quả đạn mỗi ngày trong khi pháo binh Nga khai hỏa 10.000 phát nhiều gấp 5 lần. Lãnh đạo EUCOM cũng cảnh báo trong vài tuần tới, pháo binh Nga có thể khai hỏa nhiều gấp 10 lần đối phương. Đây không phải là chuyện sẽ xảy ra trong vài tháng tới, mà là vài tuần tới. Chúng tôi không đưa ra giả thuyết, tướng Cavoli nhấn mạnh, Ukraine đang dành dụng đạn pháo với dự đoán nguồn cung sẽ cạn kiệt, tình hình cực kỳ nghiêm trọng. Theo tướng Cavoli, viện trợ từ Mỹ đối với các tổ hợp pháo, đạn pháo và hệ thống phòng không là cực kỳ quan trọng đối với khả năng phòng ngự của Ukraine. Tuy nhiên, Ukraine đang thiếu những thứ nói trên. Ở diễn biến khác, Kharkov hiện cũng là nơi chứng kiến nhiều đợt oanh kích của Nga vài tuần gần đây. Và một số ý kiến cho rằng, thành phố này là mục tiêu tiếp theo của Nga sau khi đã chiếm được thị trấn Adipka vào tháng 2 vừa qua. Nằm sát biên giới với Nga, Kharkov được cho là địa điểm chiến lược quan trọng Ukraine phải giữ. Thực tế, kể cả khi bị đẩy lùi, các lực lượng Nga vẫn tấn công thành phố này bằng tên lửa và máy bay không người lái, drone, cũng như bắt đầu sử dụng bom dẫn đường. Nội lo về việc Nga tấn công quy mô lớn vào Kharkov được dấy lên sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tái đắc cử. Tin đồn từ truyền thông phương Tây và báo chí đối lập của Nga còn đề cập tới ý định tái chiếm Kharkov. Trong một cuộc phỏng vấn, Tổng thống Mỹ Biden đã tuyên bố việc NATO kết nạp thêm Phần Lan và Thụy Điển, hai quốc gia nằm gần Nga, trong bối cảnh cuộc xung đột vẫn đang tiếp diễn ở Ukraine là một thành tựu lớn trong sự nghiệp chính trị của ông. Tổng thống Mỹ nói, đây là một việc rất đáng tự hào. NATO đã có thêm 2.000 dặm biên giới sau khi kết nạp hai quốc gia Bắc Âu là Phần Lan và Thụy Điển. Đồng thời cho biết hiện có rất nhiều quốc gia NATO tiếp giáp với biên giới Nga. Trong nhiều năm trở lại đây, Nga thường xuyên bày tỏ quan ngại về việc NATO mở rộng về phía biên giới nước này và coi các chính sách của NATO là một mối đe dọa hiện hữu. Phần Lan có chung đường biên giới ra 1.300 km với Nga. Sau khi Phần Lan gia nhập liên minh vào năm ngoái, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố thành lập một quân khu mới tại biên giới tiếp giáp với quốc gia Bắc Âu này. Điện Kremlin cũng đưa ra tuyên bố rằng tư cách thành viên NATO sẽ chỉ đe dọa chứ không thể đảm bảo an ninh cho Phần Lan. Trong gần hai thập kỷ qua, Tổng thống Putin đã liên tục đưa ra cảnh báo rằng các chính sách của NATO làm suy yếu an ninh Nga. Nếu kết nạp thêm Ukraine, NATO sẽ thực sự chạm vào làn danh đỏ của Moscow. Vào tháng 2 vừa qua, ông Putin đã tuyên bố rằng Cuộc xung đột ở Ukraine đối với Nga là một vấn đề sống chết, nhưng đối với phương Tây thì chỉ đơn giản là vấn đề cải thiện vị trí chiến thuật. Hiện NATO vẫn để ngỏ khả năng kết nạp Ukraine vào liên minh này, nhưng chưa nhận được sự đồng thuận của tất cả các thành viên. Trong một diễn biến liên quan khác, đề cập đến việc các nhóm quân tình nguyện của NATO đã có mặt tại hai thành phố Lvov và Kiev của Ukraine. Chuyên gia Ilya Golubnev của Nga nhận định, động thái này của phương Tây củng cố cho một thực tế, NATO đang xung đột trực tiếp với Nga và các chính trị gia Nga chắc chắn sẽ không nhắm mắt làm ngơ trước điều này. Ông Golubnev cho rằng việc NATO triển khai đội hình tinh nhuệ tại Ukraine là nhằm hỗ trợ quân đội của Kiev trong cuộc xung đột chống Nga. Như vậy không khác nào họ, tức lực lượng NATO, đã trở thành một bộ phận của lực lượng vũ trang chính quy Ukraine tham gia phòng thủ. Tersagrad cũng cho biết, trước động thái của NATO, quân đội Nga đã nhận được mệnh lệnh. Các nhóm lực lượng NATO chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu của lực lượng vũ trang Nga tại Ukraine. Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Nga Vladimir Dzabarov trước đó đã cảnh báo sự hiện diện của binh sĩ và chuyên gia NATO tại Ukraine sẽ kết thúc rất nhanh chóng, ngay sau cuộc tấn công đáng kể đầu tiên của lực lượng vũ trang Nga. Theo ông Dzabarov, quyết định thành lập phái bộ NATO là hình thức hợp pháp hóa sự hiện diện của quân đội NATO trên lãnh thổ Ukraine, tạo điều kiện cho các nước liên minh trực tiếp tham gia vào xung đột vũ trang với Nga. Do đó, toàn bộ phái đoàn NATO gồm binh sĩ, huấn luyện viên và chuyên gia đều nghiêm nhiên trở thành mục tiêu quân sự hợp pháp của quân đội Nga. Lời khuyên dành cho quân đội Ukraina, những người đang chiến đấu tốt hơn cả quân đội NATO nhờ kinh nghiệm chiến đấu, sẽ không giúp ích được gì cho Kiev. Trong khi đó, các chuyên gia NATO muốn tới Ukraina và lên kế hoạch cho những hành động chống lại Nga chắc chắn sẽ bị loại bỏ. Cũng theo thượng nghị sĩ Nga, chính thức đưa lực lượng quân sự NATO vào khu vực giao tranh của Nga, đồng nghĩa với việc châm ngòi thế chiến 3. Ông cảnh báo sẽ không còn chính sách nào của chúng tôi nhằm bảo toàn mạng sống của con người trong thời kỳ xung đột nữa. Lực lượng NATO sẽ bị hủy diệt một cách rõ ràng. Những phía muốn đưa lực lượng tới Ukraine cần hiểu rõ điều này. Theo hãng tin RT của Nga, Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến sẽ triển khai các hệ thống phòng không S-400 mà nước này mua từ Nga tới khu vực biên giới với Iraq vào cuối tháng này. Chính phủ Iraq cũng đã tạo điều kiện cho Thổ Nhĩ Kỳ triển khai hoạt động này. Việc triển khai S-400 là một phần trong nỗ lực phòng thủ dự kiến sẽ được đẩy nhanh sau kỳ nghỉ lễ Eid al-Fitr của Hồi giáo. Các hệ thống phòng không sẽ bảo vệ lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ khỏi máy bay không người lái cảm tử mới nhất của Đảng Công nhân Người Quốc, PKK. Trong khi đó, theo nhật báo Turkey Gazetesi, PKK cũng được cho là đã mua tên lửa và máy bay không người lái từ Pháp, Ấn Độ, Iran và một số quốc gia Đông Âu. Ankara cũng từng nhiều lần cân nhắc phát động một cuộc tấn công quy mô lớn chống lại PKK ở miền Bắc Iraq trong những tháng qua. Vào giữa tháng 3, tổng thống Recep Tayyip Erdogan cho biết, chúng tôi sẽ giải quyết các vấn đề ở biên giới với Iraq vào mùa hè này. Vào thời điểm đó, nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ còn nói về việc thiết lập hành lang an ninh dài 30 đến 40 km dọc biên giới nước này với Iraq và Syria. Việc Thổ Nhĩ Kỳ, một thành viên tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, mua lại hệ thống phòng thủ tên lửa S400 của Nga vào năm 2019 đã làm mối quan hệ giữa Ankara và Washington trở nên căng thẳng. Thỏa thuận này dẫn đến các biện pháp trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ vào năm tới và Ankara bị loại khỏi chương trình máy bay chiến đấu F-35 của Washington. Hồi tháng 1, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ phụ trách các vấn đề chính trị khi đó là bà Victoria Nuland cũng đã cáo buộc Ankara đe dọa an ninh NATO bằng việc mua hệ thống phòng không của Nga. Được biết, hệ thống S-300 của Nga có thể phát hiện mục tiêu ở khoảng cách lên tới 600 km, hủy diệt các mục tiêu di chuyển với tốc độ nhanh hơn nhiều lần so với vận tốc âm thanh. Hệ thống này cũng có thể phát hiện và loại bỏ mục tiêu bay cách mặt đất chỉ 100m. Một ưu điểm khác của hệ thống này là khả năng hoạt động cả ngày lẫn đêm trong mọi điều kiện thời tiết và khí hậu. Trong các điều kiện, hệ thống S400 đều có thể hoàn toàn tự động phát hiện, theo dõi và đánh chặn các mục tiêu. Chuyển sang những nội dung đáng chú ý tại Trung Đông. Thưa quý vị, báo chí Israel vừa qua đưa tin Iran đã quyết định hoãn lại cuộc tấn công đáp trả vào Israel, bước đi làm hạ nhiệt đáng kể tình trạng căng thẳng kéo dài hơn 10 ngày qua giữa hai bên sau cuộc không kích của Israel và tòa lãnh sự Iran ở Syria. Theo nhật báo Yediot, Aronot của Israel, quốc gia Hồi giáo đã quyết định trì hoãn cuộc tấn công trả đũa chống Israel vào phút chót sau khi nhận được cảnh báo từ Mỹ. Trước đó, truyền hình CNN đưa tin Washington và Tehran đã có nhiều cuộc trao đổi thư từ trong thời gian qua về tình trạng căng thẳng giữa Iran và Israel. Trong các cuộc trao đổi này, chính quyền Mỹ cảnh báo Iran về việc phát động tấn công chống Israel, đồng minh số 1 của Mỹ tại Trung Đông. Cho đến sáng ngày 12 tháng 4, truyền thông cũng như giới chức Iran chưa công bố bất kỳ thông tin nào về quyết định trì hoãn cuộc tấn công trả đũa chống Israel. Tuy nhiên, trong một động thái đáng chú ý liên quan, phái bộ Iran tại Liên hợp quốc tối qua viết trên mạng xã hội X rằng có thể tránh được cuộc tấn công đáp trả của Iran và Israel. Nếu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lên án vụ không kích của Israel và cơ quan lãnh sự Iran ở Syria vừa qua. Về phần mình, quân đội Israel khẳng định vẫn duy trì trạng thái báo động cao với nguy cơ bị Iran tấn công trả đũa. Phát biểu tại một cuộc họp báo mới đây, người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel IDF, chuẩn đô đốc Daniel Hagari nhấn mạnh chưa có bất kỳ sự thay đổi gì trong các hướng dẫn của Bộ Chỉ huy Hậu Phương dành cho người dân liên quan đến khả năng bị Iran tấn công. Tổng thống Mỹ Joe Biden gần đây cũng đã bày tỏ quan ngại Iran đang đe dọa tung đòn tấn công đáng gờm nhằm vào Israel sau khi Tehran thời gian qua liên tục cảnh báo trừng phạt Tel Vip về vụ tập kích tòa lãnh sự Iran ở thủ đô Syria. Ông Biden phát biểu trong cuộc họp báo ở Washington bên lề hội nghị thượng đỉnh với Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida. Tôi đã khẳng định với Thủ tướng Benjamin Netanyahu, Mỹ giữ cam kết sắt đá với nền an ninh của Israel trước mọi mối đe dọa từ Iran cùng các lực lượng mà nước này hậu thuẫn. Ông Biden khẳng định Mỹ sẽ làm mọi cách để bảo vệ an ninh cho Israel, hai lần nhấn mạnh cụm từ cam kết sắt đá trong quan hệ đồng minh washington Tel Aviv. Trong cuộc gặp với Tổng thống Syria Bashar al-Assad cách đây ít hôm, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdullahian tuyên bố nước này chắc chắn sẽ trừng phạt Israel. Hai ngày sau đó, lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei lặp lại thông điệp rằng đòn trừng phạt nhắm vào Israel là không thể tránh khỏi. Tham mưu trưởng quân đội Iran Mohammad Bagheri, thành viên cấp cao thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo IRGC, cũng thề sẽ báo thù cho chuẩn tướng Mohammad Reza Zahedi bị hạ sát ở Syria, cảnh báo gây thiệt hại tối đa cho Israel. Tuy nhiên, nguồn tin tình báo Mỹ gần đây cho biết Iran dường như thay đổi ý định trả đũa. Iran có khả năng không trực tiếp tập kích lãnh thổ vào lợi ích của Israel, thay vào đó sẽ ủy nhiệm hành động cho những lực lượng vũ trang mà họ hậu thuẫn. Kể từ khi xung đột bùng phát tại giải Gaza, các thành viên trong trục kháng chiến do Iran hậu thuẫn ở Trung Đông như Houthi, Hezbollah hay Liên minh kháng chiến Hồi giáo Iraq, IRI thường xuyên tập kích lãnh thổ Israel hoặc các mục tiêu mà các nhóm này cho rằng có liên hệ với Tel Aviv như tàu hàng trên biển đỏ và vịnh Aden. Mục tiêu của họ là gây sức ép buộc chính quyền Thủ tướng Benjamin Netanyahu phải chấm dứt cuộc xung đột chống lực lượng Hamas, thành viên của trục kháng chiến. Israel cũng nhiều lần tấn công đáp trả các lực lượng ủy nhiệm của Iran, tập kích các mục tiêu liên quan Tehran tại Syria song hai nước chưa giao tranh trực tiếp. Giới chức Iran những ngày qua liên tiếp cảnh báo sẽ đáp trả mạnh mẽ Israel. Dù Tel Aviv chưa thừa nhận gây ra vụ tập kích, truyền thông Israel cho hay quân đội nước này đang được đặt trong trạng thái báo động cao để đề phòng nguy cơ bị Iran tấn công trực tiếp. Trong hơn 40 năm qua, dưới sức ép từ các lệnh cấm vận của phương Tây, Iran phải cải tiến vũ khí bằng mọi biện pháp có thể. Điều này cũng đã giúp Tehran bỗng nổi lên như một chuyên gia trong việc chế tạo các UAV công nghệ thấp hãng tin Bloomberg cho biết ít nhất 6 quốc gia đã tăng cường sản xuất UAV xuất xứ từ Iran trong 2 năm qua, nâng tổng số quốc gia sản xuất UAV với sự hỗ trợ từ Tehran lên ít nhất 10 nước. UAV mẫu Sahed 136 của Iran thường xuyên xuất hiện trên tiền tuyến Ukraine, được chế tạo gần như hoàn toàn bằng linh kiện từ Mỹ và châu Âu. Điều này làm nổi bật vấn đề Iran có thể dễ dàng vượt qua các lệnh cấm vận của Mỹ và mua linh kiện từ các nhà cung cấp tại châu Á hoặc thông qua các công ty bình phong các UAV của Iran chủ yếu sử dụng các loại động cơ máy cắt cỏ để tạo lực đẩy và sử dụng linh kiện của Mỹ. Mặc dù không quá hiện đại, các UAV này vẫn khiến những cường quốc quân sự như Mỹ và Israel gặp nhiều khó khăn trong việc ngăn chặn. Ngoài ra, cuộc xung đột tại Ukraine cũng cho Iran kinh nghiệm để cải thiện các UAV của mình. Một viên chức tình báo Lầu Năm Góc nói với Bloomberg rằng Nga và Iran đang học hỏi lẫn nhau, điều đó quan trọng không kém việc chia sẻ công nghệ. Máy bay không người lái UAV, đặc biệt là loại đạn lượn UAV cảm tử từ lâu đã trở thành một nhân tố chủ chốt trong chiến thuật tác chiến cường độ thấp của Iran với khả năng tạo ra thách thức không thể xem thường đối với phương Tây. Các UAV Iran đã được lực lượng quân sự Houthi ở Yemen sử dụng trong vài năm liền để mở các cuộc tấn công vào lãnh thổ Ả Rập Xê Út. Houthi được coi là lực lượng ủy nhiệm của Iran ở vùng Vịnh. Sử dụng công nghệ của Iran, lực lượng Houthi cũng tạo ra thách thức cho cả các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, UAE. Trong xung đột Ukraine, Nga đã dựa đáng kể vào công nghệ UAV của Iran vào năm ngoái. Điện Kremlin đã xoay sang Tehran để bổ sung cho kho vũ khí chính xác của họ sau các trận chiến với Ukraine, tiêu tốn nhiều đạn dược. Iran đã cung cấp cho Nga nhiều UAV để phục vụ mục đích tấn công hoặc thu thập dữ liệu về đối phương. Ở Iraq, các UAV Iran cũng đóng vai trò như phương tiện hiệu quả về chi phí để gia tăng ảnh hưởng của nước này và phản ứng nhanh chóng với các diễn biến trên thực địa. Trong khu vực rộng lớn hơn, năng lực đó mang lại cho Tehran sức mạnh đe dọa tàu hải quân của nước khác và hoạt động buôn bán dầu mỏ thiết yếu, trung chuyển qua eo biển Hormuz các chính phủ phương Tây đang dần thức tỉnh trước các thách thức không hề nhỏ từ UAV Iran. Dự luật ngăn chặn UAV Iran được thông qua tại Hạ viện Mỹ mùa thu năm 2022 là một trong các phản ứng của Mỹ nhằm ngăn ngừa Iran và các bên ủy nhiệm của họ sở hữu công nghệ vũ khí trên người này. Những biện pháp pháp lý này của Mỹ đã chết yểu trước khi trở thành luật do tranh cãi giữa Thượng viện và Hạ viện Mỹ. Kết quả là hiện nay không có luật nào trong các cuốn sách tại Quốc hội Mỹ nhắm vào ngành công nghiệp UAV đang phát triển mạnh mẽ của Iran, cũng như các bên hưởng lợi tiềm tàng từ đó. Từ năm 2023, nhánh hành pháp của Mỹ đã thực hiện một số bước để kiềm chế công nghệ UAV của Iran. Cục Kiểm soát Tài sản nước ngoài thuộc Bộ Tài chính Mỹ công bố các lệnh trừng phạt nhằm vào các thực thể và cá nhân ở Iran và Thổ Nhĩ Kỳ đã vận chuyển cho Iran các linh kiện và vật liệu trọng yếu đối với hoạt động sản xuất và phát triển UAV của nước này. Nhưng nhìn tổng thể, Mỹ vẫn bị đánh giá là chậm và đứng trước sự phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp UAV Iran. Trong bối cảnh đó, các đồng minh của Mỹ ở Iran có thể tự theo đuổi chiến lược riêng để kiềm chế năng lực UAV Iran. Tờ The New York Times dẫn thông tin từ các quan chức Mỹ, Israel và Iran đề nghị giấu tên cho biết Iran đang điều hành một tuyến đường buôn lậu bí mật khắp Trung Đông, sử dụng những điệp viên, phân tử quá khích và các băng nhóm tội phạm để chuyển vũ khí cho chiến binh Palestine ở bờ Tây hiện do Israel kiểm soát. Theo các quan chức Iran, mục tiêu của hoạt động này là để gây ra tình trạng bất ổn cho Israel bằng cách bơm vũ khí tràn lan ở bờ Tây. Điều này làm dấy lên mối lo ngại rằng Tehran đang tìm cách biến khu vực này thành điểm nóng tiếp theo trong cuộc xung đột ngầm dai dẳng giữa Israel và Iran, khi trước nay Iran vẫn âm thầm hỗ trợ các nhóm vũ trang như Houthi, Hezbollah chống lại Israel. Theo các quan chức giấu tên, phần lớn vũ khí được buôn lậu đến bờ Tây đi theo hai con đường từ Iran qua Iraq, Syria, Liban, Jordani và Israel. Khi vũ khí được tuồn qua biên giới một nước nào đó, chúng được các nhóm đa quốc gia gồm các băng nhóm tội phạm những phần tử vũ trang hay những nhân viên tình báo chuyển giao cho nhau. Ở tuyến đường thứ nhất, các nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn và các đặc vụ Iran vận chuyển vũ khí từ Syria đến Jordani. Từ đó, vũ khí được chuyển cho những người Bedouin, người Ả Rập sống gần hoặc trong sa mạc. Những người này sẽ mang vũ khí đến biên giới với Israel và được các băng nhóm tội phạm nhận hàng, sau đó chuyển chúng đến bờ Tây. Tuyến đường thứ hai có vẻ khó khăn hơn, đó là bỏ qua Jordani và đưa vũ khí từ Syria đến Liban, theo hai quan chức Mỹ giấu tên. Từ đó, nhiều vũ khí được buôn lậu vào Israel và tương tự các băng nhóm tội phạm sẽ nhận được và chuyển chúng đến bờ Tây. Theo hai quan chức Iran có liên kết với lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, phần lớn công việc điều phối tuyến đường buôn lậu do các đặc vụ Iran của lực lượng tình nguyện Quds thực hiện. Trong nhiều năm, nhiều lãnh đạo Iran đã tuyên bố rằng cần thiết phải trang bị vũ khí cho các chiến binh Palestine ở bờ Tây. Theo các chuyên gia, Phần lớn vũ khí buôn lậu từ Iran là các loại vũ khí nhỏ như súng ngắn và súng trường tấn công, còn các quan chức Mỹ và quan chức Israel cho rằng Iran cũng đang buôn lậu vũ khí tiên tiến. Những vũ khí này bao gồm tên lửa chống tăng và súng phóng lựu chống tăng là những loại vũ khí có đạn bay nhanh, tầm thấp khiến Israel gặp khó khi bảo vệ các mục tiêu dân sự và quân sự khỏi hỏa lực tầm gần. So sánh về khả năng sản xuất vũ khí giữa Iran và Israel, Cả hai nước đều có ngành công nghiệp quốc phòng nội địa lớn, cho phép sản xuất mọi thứ từ vũ khí nhỏ, xe tăng cho đến máy bay không người lái và tên lửa. Israel đã xây dựng lĩnh vực quốc phòng của mình với sự hợp tác của Mỹ, trong khi Iran, nước bị trừng phạt trong nhiều thập kỷ, đang hướng tới việc sản xuất càng nhiều nhu cầu quốc phòng càng tốt ở trong nước. Israel có thể có một con át chủ bài quan trọng, vũ khí hạt nhân, mặc dù không xác nhận cũng không phủ nhận việc sở hữu những vũ khí như vậy trong một chính sách được gọi là sự mơ hồ có chủ ý. Israel bị nghi ngờ có tới 80 đầu đạn hạt nhân có thể phóng từ máy bay và tên lửa. Về phần mình, Iran cũng phủ nhận sở hữu vũ khí hạt nhân và tất cả các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt khác, trong khi phát triển kho vũ khí tên lửa thông thường khổng lồ, nhưng lại có một con át chủ bài khác, khả năng phong tỏa eo biển Hormuz, vốn về cơ bản mang lại cho nước này sức mạnh làm tê liệt các nền kinh tế phương Tây trong trường hợp bị tấn công bằng cách ngăn chặn 30% tổng lượng dầu thô được vận chuyển qua đường biển. Hãng hàng không Lufthansa của Đức đã đình chỉ các chuyến bay đến và đi từ Tehran, Iran từ ngày 6 tháng 4 đến 11 tháng 4 trong bối cảnh căng thẳng bao trùm Trung Đông. Theo Reuters, việc đình chỉ của Lufthansa xảy ra giữa lúc có lo ngại Iran đáp trả Israel sau cuộc không kích vào tòa nhà lãnh sự gần Đại sứ quán Iran ở Damas, Syria. Một hãng thông tấn của Iran cũng đã nhanh chóng gây thêm căng thẳng khi đăng một báo cáo bằng tiếng Ả Rập trên mạng xã hội X với nội dung không phận Tehran đã bị đóng cửa để tập trận quân sự. Cơ quan này ngay sau đó đã gỡ bỏ thông tin trên, phủ nhận vụ việc. Trước đó, lãnh đạo tối cao của Iran, ông Ali Khamenei, nói rằng Israel phải bị trừng phạt vì vụ việc ở Damas. Trong khi đó, vào ngày 11 tháng 4, Bộ Ngoại giao Nga khuyến cáo công dân nước này hạn chế tới Trung Đông, đặc biệt là đến Israel, Liban và các vùng lãnh thổ của Palestine. Nga nói thêm rằng tình hình an ninh ở Jordani vẫn ổn định. Trước đó, Bloomberg trích dẫn các nguồn tin an ninh của Mỹ và Israel nói rằng Mỹ và các đồng minh tin là sắp xảy ra các cuộc tấn công bằng tên lửa hoặc máy bay không người lái lớn của Iran hoặc các lực lượng ủy nhiệm của nước này nhắm vào các mục tiêu quân sự và chính phủ ở Israel. Trong một diễn biến liên quan khác, Tổng thống Mỹ Joe Biden trước đó đã cam kết hỗ trợ vững chắc cho Israel. Theo AFP, Tổng thống Biden đưa ra cam kết trên tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio ở Nhà Trắng. Nhà lãnh đạo nói rõ, như tôi đã nói với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, cam kết của chúng tôi đối với an ninh của Israel trước những mối đe dọa từ Iran và các lực lượng ủy nhiệm của họ là vững chắc. Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để bảo vệ an ninh của Israel. Tuyên bố được ông chủ Nhà Trắng đưa ra, bất chấp những lời chỉ trích công khai của ông đối với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về kế hoạch quân sự của nước này ở giải Gaza. Trong khi đó, một nguồn thạo tin cho biết Cùng ngày, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về Trung Đông Brad McGurk đã gọi điện cho các ngoại trưởng của Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, Qatar và Iraq để đề nghị họ liên hệ với Ngoại trưởng Iran, kêu gọi giảm căng thẳng với Israel. Nhà Trắng chưa bình luận về thông tin này. Xong, Bộ Ngoại giao Iran đã thông báo về việc các ngoại trưởng của Ả Rập Xê Út, UAE, Qatar và Iraq điện đàm với Ngoại trưởng của nước Cộng hòa Hồi giáo và thảo luận về căng thẳng trong khu vực. Về phía Tehran, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi cùng ngày kêu gọi các quốc gia Hồi giáo cắt đứt quan hệ kinh tế và chính trị với Israel. Lực lượng Houthi thời gian gần đây đã gây ra những mối đe dọa nguy hiểm ở Biển Đỏ. Houthi chủ yếu sử dụng tên lửa và máy bay không người lái để tấn công các mục tiêu trong khu vực. Rất nhiều trong số đó đã bị tàu chiến của Mỹ và đồng minh hoạt động trong vùng biển này bắn hạ. Tuy nhiên, một vụ đánh chặn gần đây được cho là do phi hành đoàn trực thăng Pháp thực hiện đã bắn hạ một máy bay không người lái tấn công của Houthi trong một trận chiến không đối không, sự đối đầu giữa trực thăng và máy bay không người lái không phải là điều thường thấy trong tình huống xung đột này. Theo đánh giá của các chuyên gia quân sự, thành công kiểu như thế này rất khó đạt được vì chúng đòi hỏi phải bắn trúng mục tiêu đang di chuyển từ một thiết bị khác đang di chuyển trên không. Mặc dù vậy, một cựu hải quân Mỹ nói với Business Insider lại cho rằng không có gì đáng ngạc nhiên bởi trực thăng là tài sản có giá trị, được trang bị tốt và phi hành đoàn có thể đã được huấn luyện kỹ càng cho những tình huống như vậy từ trước. Vào ngày 20 tháng 3, tàu khu trục của Pháp phát hiện một máy bay không người lái của Houthi khi con tàu này đang bảo vệ một tàu buôn ở phía Nam Biển Đỏ như một phần của sứ mệnh an ninh trong khuôn khổ K-Aspis của Liên minh châu Âu EU. Một chiếc trực thăng trên tàu sau đó đã được triển khai để xác định vị trí của máy bay không người lái được coi là mối đe dọa và phá hủy nó. Pháp không công bố chi tiết cách thức máy bay trực thăng tấn công máy bay không người lái UAV như thế nào, nhưng cho biết UAV đối phương đã bị dễ dàng loại bỏ. Pháp cũng không tiết lộ loại trực thăng nào tấn công máy bay không người lái của Houthis, nhưng cả hai tàu chiến Pháp có mặt ở Biển Đỏ đều mang theo máy bay trực thăng NH90 có thể trang bị tên lửa không đối đất và súng máy. Gần như tất cả các máy bay không người lái và tên lửa do Houthi phóng kể từ tháng 11 năm 2023, khi lực lượng được Iran hậu thuẫn này bắt đầu liên tục tấn công các tuyến đường vận chuyển quốc tế ngoài khơi Yemen đều bị tàu chiến, máy bay chiến đấu của Hải quân Mỹ hoặc các tàu của Liên minh châu Âu làm nhiệm vụ trong khuôn khổ CA bắn hạ. Vào ngày 31 tháng 12, bốn chiếc thuyền nhỏ của Houthis đã tấn công một tàu container, khiến thủy thủ đoàn của tàu này phải phát đi tín hiệu cấp cứu. Máy bay trực thăng từ USS Dwight D. Eisenhower và USS Gravely, một tàu sân bay và tàu khu trục của Mỹ, được triển khai tới khu vực đã đáp lại lời kêu cứu. Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ trong một tuyên bố cho biết khi các trực thăng của hải quân đến hiện trường, lực lượng hầu thi đã nổ súng vào máy bay Mỹ. Sau đó máy bay này bắn trả để tự vệ, đánh chìm 3 trong số 4 chiếc thuyền nhỏ của hầu thi. Chiếc thuyền còn lại đã chạy trốn khỏi khu vực. Mỹ không phải là lực lượng hải quân duy nhất tiêu diệt các mối đe dọa của hầu thi ở biển đỏ bằng trực thăng. Một ngày sau cuộc giao tranh của Pháp vào ngày 21 tháng 3, một máy bay trực thăng phối hợp với tàu khu trục Hessen của Đức đã tiêu diệt một thiết bị không người lái của Houthi được xác định là mối đe dọa đối với các tàu dân sự. Người phát ngôn của Bộ Chỉ huy Tác chiến Liên quân Bundeswehr của Đức nói với Business Insider rằng chiếc máy bay liên quan đến nhiệm vụ này là Silins được trang bị ngư lôi và súng máy. Không rõ chính xác bằng cách nào chiếc trực thăng có thể tấn công chiếc drone của kẻ địch nhưng có khả năng là súng. Tuy nhiên vẫn có những hạn chế về tốc độ di chuyển của trực thăng Thời điểm có thể mở cửa và thời điểm xạ thủ có thể nổ súng. Các phi công cũng phải đảm bảo rằng họ đang hoạt động ở khoảng cách an toàn để nếu máy bay không người lái của đối phương trúng đạn và phát nổ thì những mảnh vỡ sẽ không văng vào trực thăng. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.